Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ phụ trách lại một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, trước nhất là Thiên Ngữ xin được thưa Thiên Ngữ nhận được một lá thư từ Bắc Âu rất là thú vị, và lá thư này yêu cầu Thiên Ngữ thực hiện một số chương trình về một chủ đề hết sức là độc đáo mà Thiên Ngữ cũng rất là thú vị, cho nên Thiên Ngữ sẽ làm ngay trong tuần tới. Xin thưa vị thính giả ở Bắc Âu đã có lòng gửi lá thư đến, xin hãy đợi đến tuần sau nhé. Và bắt đầu Thiên Ngữ sẽ làm một loạt chương trình về cái chủ đề mà chắc là nhiều người sẽ có nhiều hứng thú này. Còn trong chương trình ngày hôm nay thì bởi vì chúng ta đều biết là nhà thơ Thanh Tâm Tuyền mới vừa qua đời, cho nên chúng ta phải làm ngay một chương trình để mà kỷ niệm sự ra đi vĩnh viễn của ông mà thôi. Nói chung thì dễ dàng nhất bây giờ là tìm một bài thơ phổ nhạc của Thanh Tâm Tuyền để mà phát. Bài phổ nhạc hay nhất của Thanh Tâm Tuyền từ xưa tới nay có lẽ là bài Lệ Đá Xanh của Cung Tiến. Mặc dù trên đài đã cho phát ngay cái hôm sau tin hay tin ông mất rồi, nhưng mà Thế Ngữ thì cách đây 2 năm có làm một chương trình về bài này. Xong bây giờ quý vị biết là một năm làm hết thảy là 52 chương trình, mà cứ 5 năm như thế làm trên đài hình như cũng 5-6 năm rồi đấy, tức là cả hàng 200-300 chương trình như thế đi lục lại mà tìm rất là khó khăn. Thành là Thế Ngữ không nỡ bắt anh Phạm Thiện của đài chuyên môn làm cái việc đó và đi lục. Thế Ngữ xin làm lại chương trình. Xưa này Thế Ngữ cũng một cái lệ là không bao giờ làm lại một chương trình thứ nhì trên cùng một đề tài, nhất là khi mà không có gì mới để nói. Nhưng lần này thì vì mình rất là quý anh Phạm Thiện và anh rất là cực, cho nên mình không làm như thế. Thế Ngữ phá lệ một lần và hy vọng sẽ là lần duy nhất. Thành thử ra quý vị nào đã từng nghe bài Lệ Đã Xanh Thế Ngữ phân tích cách đây 2 năm thì có lẽ khỏi cần nghe lại, vì chỉ lại nhảy rộng dài những điều đã nói từ cách đây 2 năm, không có gì mới lạ hơn. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý vị thính giả thân mến. Và trước tiên chúng ta hãy nghe Quỳnh Giao hát bài Lệ Đã Xanh. Thế Ngữ không phải yêu chuộng tiếng hát của Quỳnh Giao gì nhất nước đâu, nhưng mà bởi vì ngoài Quỳnh Giao ra thì không có ai hát bài này nữa, cho nên chúng ta nghe lại một lần nữa quý vị nhé, rồi mình đi vào phân tích bài này với những cái ý rất là cũ của Thế Ngữ. Tôi biết những người khóc lẻ loi, hồn không nguôi, cầu không nguôi, đời quên yên bình cho người, đời không yên vui là đủ. Lệ khóc không rơi ngoài hồn, lệ khóc không rơi ngoài hồn, hồn cô đơn. Nghẹn ngào không nói là những đêm nào, người ngắm trăng sao mênh mông là những đêm mắt lệ. Mà bên vì sao lấp lánh đôi mắt em, và đôi mắt em lấp lánh không thôi đêm nay vui. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ngoài đời thơm thơm cỏ hoa ướm hương dịu hiền, bên trái cây ngọt ngào đôi môi em, ngọt ngào đôi môi em, ngọt ngào đôi môi em. Nguồn sữa mật khơi đau đôi khi anh muốn đi ngoài đời bao hoa tình thương, mà bên cỏ hoa thơm thu vòng ở nơi, vòng ở
Chúng ta vừa nghe nữ ca sĩ Quỳnh Dao trình bày bài Lễ Đá Xanh của Tung Tuyến Phổ Thơ Thanh Tâm Tuyền. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích những điều có được mà Thế Ngữ thấy được trong bài này. Thứ nhất là tựa bài Lễ Đá Xanh. Một cái điều hơi khó của ngôn ngữ tiếng Việt Nam là thật ra chúng ta không có một cái chữ riêng cổ truyền để mà chỉ chất lỏng và chất rắn. Có nghĩa là liquid và solid. Chúng ta bây giờ từ khi mà vào khoa học hiện đại thì chúng ta có mượn cái chữ lỏng và rắn. Rắn tức là cứng, tức là hard. Và lỏng tức là lỏng lẻo, nó không có kết chặt với nhau. Để mà chỉ cái chất liquid thưa quý vị. Điều này thì cũng đúng và bây giờ người ta dùng đã quen miệng rồi. Trong chúng ta nhớ đây là những cái khái niệm rất là mới. Những cái chữ lỏng và đặc dùng để chỉ những cái này cũng là những khái niệm mới mà thôi. Thời cổ truyền của chúng ta chữ lỏng và chữ đặc dùng để chỉ như là nồi cháo nấu lỏng, nồi cháo nấu đặc, tức là nó chỉ là ở cái độ consistency của một cái dung dịch mà thôi, chứ nó không thật sự có nghĩa là liquid và solid như bây giờ mình dùng ở trong trường học. Đây là một cái phát triển mới của ngôn ngữ Việt Nam thế kỷ thứ 20. Thế nó cổ truyền đó, chúng ta biết là cái người Việt Nam của chúng ta khi mà chảy thành chất lỏng, người ta nói nôm na là chảy thành nước. Nước ở đây hàm ý là chất lỏng luôn, chúng ta đừng tưởng là chảy thành là water mà chảy thành là liquid. Cái chữ nước mà dùng ngoài đời như thế có nhiều khi nó nghĩa là water là nghĩa chính, nhưng mà người Việt của mình vì thiếu chữ sẽ dùng trùng qua luôn cả chữ juice và sau đó dùng trùng luôn qua cả chữ liquid thưa quý vị. Ngược lại cũng vậy, khi về thể rắn đó, thể solid thì nhiều khi tiếng Việt cổ truyền nó không có, người ta dùng chữ đá, đá tức là stone đó. Chẳng hạn như nước đá, nhưng mà đều biết nước đá không phải là stone water, không phải là water stone, mà nước đá tức là nước đã đông lại thành ra thể rắn, tức là solidified water. Thật ra chữ đá trong nước đá đây chỉ có nghĩa là solid water, nhưng này là nó nằm ở thể rắn chứ không phải là chữ cục đá ngoài đường, không có chuyện trộn cục đá vào với lại cái chất nước. Vì vậy thành ra chúng ta phải để ý điều này, và xin thưa cùng quý vị khi Thế Ngữ phân tích là những cái thiếu sót đó của tiếng Việt, không phải là Thế Ngữ chê tiếng mẹ đẻ của mình. Ngôn ngữ nào đến thế giới cũng vậy, nó cũng có những chữ này và nó thiếu những chữ kia. Chẳng hạn như là một cái ngôn ngữ mà mình cho là văn minh như Trung Quốc, thế mà họ không có chữ ngon. Rượu ngon họ nói là mỹ tửu, còn đồ ăn ngon thì họ nói là hảo thực, tức là ăn vào thấy tốt. Thế thôi, họ không có chữ ngon để mà nói được. Cả tiếng Pháp, tiếng Anh người ta cũng thế, là it tastes delicious, delicious là có nghĩa là gây ra thú vị, hoặc là it tastes good là nếm vào thấy tốt lành. Thế thôi, người ta không có chữ ngon để nói. Tiếng Pháp cũng vậy, c'est bon à manger là đúng, là c'est très bon, tức là dùng chữ tốt thế là chữ ngon. Thành ra cả ngôn ngữ Pháp và Anh, ngôn ngữ Trung Quốc đều thiếu chữ ngon, tiếng Việt mình lại có chữ ngon. Thành ra là khi một ngôn ngữ này thiếu chữ này và không có chữ kia thì không có phải là nó ngon lành, hay là chúng ta không nên suy diễn từ đó ra những cái chuyện ngày xưa người ta hay làm, tức là vì thế tiếng Pháp nó superior hay là tiếng Việt nó hơn tiếng khác. Hầu như tất cả các tiếng trên thế giới đều ngang nhau thưa quý vị, không có tiếng nào hơn tiếng nào và được này mất kia. Thành ra ở đây Thế Ngữ xin nói trước để kẻo có người lại quở quang Thế Ngữ là dám lên đài là một chương trình âm thanh ngôn từ mà mở mồm nói một chữ là tiếng Việt thiếu chữ mà không biết ngượng mồm. Đây là cái vấn đề theo Thế Ngữ là chuyện hết sức bình thường, mỗi ngôn ngữ nó có sở trường chỗ này sở đoản chữ kia, và chỗ này nó thừa chữ, chỗ kia nó lại thiếu chữ đi. Thành ra thật sự trong tiếng Việt của mình cái chữ liquid và chữ solid là hai cái chữ chúng ta thiếu. Chúng ta bình thường ngày xưa nói là chảy thành nước mà không đông thành đá, rồi sau này chúng ta mới dùng cái chữ lỏng là lỏng lẻo, tức là cái nồng độ của nó rất là thưa thớt, rồi chúng ta dùng chữ đặc có nghĩa là nồng độ rất là đậm, rất là cao, để chúng ta thế cho hai ngày và chúng ta bây giờ quen chữ chất lỏng và chất đặc. Nhưng mà ngoài đời bây giờ người ta vẫn còn ít ai nói là nấu vàng chảy lỏng, mà người ta nói nấu vàng chảy thành nước, mà không nói là nước đông thành ra thể rắn, hay là nước đông thành ra thể đặc, người ta bảo là nước đông thành đá, người ta vẫn quen mồm nói như thế từ xưa tới nay. Và chữ lỏng và đặc, Thế Ngữ nhắc lại một lần cuối cùng, mình thấy rõ ràng khi mình nói nồi cháo nấu lỏng, nấu lỏng, nồi cháo nấu đặc, hay là nồi canh nấu lỏng, nồi canh nấu đặc, thì mình hiểu ngay là cái chữ lỏng và đặc này nó không hoàn toàn refer thật sự vào cái solid hay cái liquid của cái nghĩa cổ truyền của nó, mà nó chỉ có là cái mức độ tương đối của một cái dung dịch, nó có nhiều cái bao nhiêu và nước bao nhiêu mà thôi. Thành ra là ý nói là dùng như thế là khi nào mà nó hoàn toàn lỏng ra, tức là nó lỏng bỏng toàn nước không thôi, và nó đặc hoàn toàn lại có nghĩa là nó thành ra thể rắn luôn, là hai cái extreme, tức là sử dụng hai cái chữ bình thường đầy cái nghĩa là mức độ cực đoan, và đây là hai cái chữ tân tạo mới để mà dịch trong sách vở dạy về môn vật lý có từ thế kỷ thứ 20, từ khi chúng ta phải dạy và giảng dạy khoa học bằng tiếng Việt mà thôi. Nó thực sự là mà nói tiếng Việt nó không có chữ liquid và không có chữ solid, chúng ta dùng chữ nước và chữ đá, chữ lỏng và chữ đặc riêng. Như thế rồi thì chúng ta mới hiểu cái chữ lệ đá xanh của bài đá đây theo Thế Ngữ không phải là cục đá ngoài đường. Chẳng hạn nếu ai dịch cái này là bluestone tea thì rất là sai, dịch như thế gần như sai bằng với cái lối dịch
bánh Eton là cách view ceiling và dịch không sao đâu là no star wear. Vậy thưa quý vị, chữ đá ở đây, Thiên Ngữ cảm thấy cái nghĩa của nguyên bài mình xét lại mà nói, tức là nó đông thành ra thể rắn. Có nghĩa là những giọt lệ ở đây trong bài đầu, cái câu đầu mình biết là lệ khóc không rơi ngoài hồn. Lệ khóc không rơi ngoài hồn nghĩa là lệ khóc rơi vào trong bên trong hồn. Chúng ta biết nước mắt nó phải chảy được ra ngoài thì nó mới xuống được, mới vơi được nỗi lòng. Còn đằng này nếu mà có đau khổ mà không thể khóc được thành tiếng mà phải nuốt nước mắt ngược lại ở trong lòng thì nước mắt nó chảy ngược vào trong tâm hồn, và vì nó không chảy ra ngoài được thành ra để lâu ngày bao nhiêu nước chất nước lỏng như thế nó ép áp suất lên và nó đặt thành ra một cái thể rắn, và những giọt lệ nó đông lại trong tim thành ra những cái thể rắn, những cái tinh thể màu xanh biếc. Đó là cái ý của chữ lệ đá xanh là như vậy, tức là crystallization of tears. Cái màu của nó là chúng ta có thể đoán được, nó không phải là cái màu blue đâu quý vị ạ. Nó là màu biếc, bởi vì hầu như ngày xưa tiếng Trung Quốc cổ những cái trường hợp như là Trương Chi, Mỹ Nương của chúng ta, một câu chuyện Việt Nam, nhưng mà nó mang một ý hàm ý của bên văn chương Trung Quốc sang, là nỗi hận mà chết uất kết trong lòng thì là đào lên thấy một khối ngọc nó biếc xanh lên, chữ biếc đây là cái màu. Biếc là một cái màu, nó không phải là blue, không phải là green, mà cái màu ở giữa, tiếng Anh cổ truyền gọi là màu glaucus, tiếng Pháp là màu Glock, là một cái màu như màu biển, nó nhờ nhờ nửa xanh dương nửa xanh lá cây mà nó lại óng ánh lên và nó rất là trong suốt. Cái màu đó là màu biếc, là bầu trời nó cũng có khi có màu biếc, trời lên ánh biếc, mặt biển cũng lên màu biếc, mặt nước cũng khi lên màu biếc. Biếc nó ửng giữa xanh dương và xanh lá cây, thành ra cái màu xanh này cũng vậy, màu xanh này đúng nhất là màu glaucus chứ không phải là màu blue, mà cũng không phải là màu green dễ dàng được. Thành ra là ở đây chúng ta đọc nguyên bài như thế, mình thấy rõ ràng nó nói về những người khóc lẻ loi. Khóc lẻ loi là khi một mình mới dám khóc, còn nếu mà có những người khác nhìn thì họ không dám khóc, nước mắt của họ không chảy ra ngoài được, họ nuốt ngược vào trong tâm hồn của họ. Và do đó là giống như câu thơ của Lý Hạ đời Đường là hận huyết thiên niên thổ trung bích, là máu hận 1000 năm để lại trong lòng đất thì nó sẽ ép và nó thành ra một cái màu biếc ánh lên, nó thành ra một cái thể rắn. Ở đây chúng ta biết là cũng thú vị, chúng ta nên nhớ là văn hóa cổ truyền có nhiều khi người ta chưa có học khoa học nhưng người ta đã có ý thức được những điều hết sức là khoa học. Chúng ta biết chẳng hạn như là carbon mà nó thành ra tinh thể kim cương đó, là do nó áp suất nó lúc mà nó tạo ra nó kết thành tinh thể, nếu áp suất ở mức độ cao nào đó thì nó thành ra một cái hình khối lên thì nó hóa ra chất kim cương, bằng không thì nó cứ nằm dẹp từng lớp mỏng mà là thành than chì là graphite chứ không thành kim cương được. Thành ra nó phải có áp suất, nó có một cái sức nén sức dồn nó đè lên trên, và trong một trường hợp vô cùng đặc biệt và hãn hữu thì nó mới đúc thành ra một cái chất viên ngọc thành. Thành ra vì vậy ở đây cái trường hợp này là người cổ đã cảm nhận được nhiều trường hợp như thế. Chúng ta biết cái chất crystal đó quý vị, quartz là cái chất mà đào làm dưới cát, bây giờ người ta dùng để nung làm thủy tinh đó. Ngày xưa tiếng Trung Quốc cổ gọi là thủy tinh là gì quý vị? Tinh tức là sáng choang, và thủy và thủy tức là nước, nhưng mà cổ hơn nữa biết chữ tinh này, không phải chữ tinh sáng choang mà là biết chữ tinh là tinh khí, tinh trùng. Cái essence, cái sperm quý vị, bởi vì người ta cho rằng đó là cái mầm của nước, cái mầm nó sinh ra nước. Ngày xưa người ta chưa có khoa học đủ, người ta nhìn cái chất mà long lanh, cái chất thủy tinh ấy, người ta nghĩ rằng là chất nước mà nó bị ép lại bởi dưới lòng đất, thành ra nó bị rắn lại, nó hóa thành ra cái chất mà bây giờ. Nhưng chúng ta học khoa học bây giờ thì biết nước là H2O, tức là hydrogen và hydrogen và oxygen kết hợp lại, còn cái chất mà silicon là chất silicat, nó là bằng chất silic mà nó kết thành, giữa hai cái đó không có dính gì với nhau, nhưng vì người ngày xưa thấy cái chất thủy tinh nó trong suốt, nó long lanh giống nước nên người ta gọi là thủy tinh là vậy, tức là cái mầm của nước. Thưa quý vị, cái sperm, cái essence, cái lõi, cái cốt, cái chữ tinh mà trong tinh khí, tinh dịch, tinh trùng, hay chữ tinh trong tinh túy và chất gạn hết tất cả những cái chất mà tạp ra ngoài, nó còn lại cái lõi cốt bên trong sáng rỡ đây, chất nó gọi là chất tinh. Thưa quý vị, vì vậy mà chữ tinh này dùng như người ta hay dùng chữ tinh chế uranium không đúng, vì uranium là enriched uranium chứ không phải là purify. Tinh chế đúng nghĩa là purify, là gạn hết những cái chất nào mà lọc mà vẩn mà cợn mà chất tạp ở ngoài vào để mà cho nó về cái thể nguyên của nó. Còn khi mà nâng cấp uranium là enrich, là người ta đưa uranium từ cái uranium nguyên thủy tinh chất thành là uranium F6, thì gắn thêm 6 cái hạt hexafluoride vào. Đây là một cái điều mà Thế Ngữ đã có nhiều lần trình bày nhưng mà vẫn thấy nhiều bản tin dịch nó vẫn không đúng như vậy. Lấy cái chữ tinh chế dịch chữ enrich làm hư cái chữ purify và làm hư cái chữ tinh của tiếng Việt Nam cổ truyền đi. Cái chữ tinh này kết tinh, do đó cái chữ đá ở đây Thế Ngữ đi qua vấn đề là chữ kết tinh đó, thưa quý vị. Đây là những cái hòn, những hạt lệ được kết tinh thành ra những cái thể rắn và ánh lên một cái màu xanh, và ý rất đẹp, ý rất là hay. Một nữa mà Thế Ngữ cũng nói cuối cùng luôn là vì chính nhiều người lầm lẫn giữa cái chữ đá và thể rắn, cũng như nước là thể lỏng mà người ta hay giảng chày giảng cối khi giảng về cái thuyết ngũ hành của châu Á, nên chữ mà kêu kim sinh thủy, tức là cái chất vàng chất kim thuộc và chất thủy là chất nước, người ta hay bảo là vàng nấu chảy thành nước thì là kim sinh thủy, điều đó hoàn toàn sai. Trong tiếng Hán không có nói như thế bao giờ cả, vàng nung không thành thủy,
kim nó không thành thủy, vì tiếng Hán á, chất lỏng nó có chữ riêng, dung là dung dịch, dịch là cái chất dịch, bằng không cấp là cái chất mà nước trái cây là juice á. Người ta có những cái chữ khác. Tiếng Việt Nam vì nó thiếu chữ chữ nước mới là trùng qua cả cái chữ từ water đi xuống juice đi tới liquid, trong khi tiếng Hán thì nó cũng như tiếng Pháp, nó có đầy đủ ba cái đó, nó có thủy là water, nó lại có cấp là juice, và nó lại có dịch là liquid, thưa quý vị, và nó lại có những cái chữ lưu và chữ dung để mà chỉ những cái vấn đề mà là chảy từ thể này sang thể kia. Thành ra vì vậy ở trong ngôn ngữ của tiếng Hán Tuyết Ngũ Hành không bao giờ có cái chuyện kim sinh thủy là vàng nấu chảy thành nước, đó là một lối giảng chảy giảng cối theo một cái phạm trù ngữ nghĩa của tiếng Việt mà nó cover ba cái phạm trù khác nhau bên tiếng Hán hay là bên các tiếng phương Tây, mà người ta giảng như thế hoàn toàn sai. Cái này Thế Ngữ làm chương trình riêng về chuyện này rồi. Thành ra cái bài Lễ Đá Xanh này, chính vì Thế Ngữ không muốn người ta dịch tựa là Blue Stone Tears mà Thế Ngữ phải trình bày rất dài dòng cùng quý vị như vậy, một cái tựa bài rất là quan trọng và rất là khó dịch. Chính ra cái chữ mà lệ đá trong bài Lệ Đá của Hà Huyền Chi và Trần Tĩnh đó, thì người có nhiều người cho rằng mượn chữ lệ đá của Lệ Đá Xanh, nhưng mà không đúng. Lệ đá của Hà Huyền Chi Trần Tĩnh, câu đầu tiên là hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, đây là lệ của những hòn đá. Câu đầu tiên của bài Lệ Đá đã xác định điều đó rồi, tức là I ask the stone who are green with moss how old they are. Thành ra rõ ràng hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời như thế thì là cái chữ lệ đá trong bài của Hà Huyền Chi và Trần Tĩnh là bài là lệ của những hòn đá nhỏ ra, nó ứng với cái chữ tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn. Còn cái chữ lệ đá xanh của Thanh Tâm Tuyền và Cung Tiến, đá ở đây là cái chữ đá chỉ chất vấn như trong nước đá, thưa quý vị, nước đá không phải là nước trộn với đá, không phải là stone với water, mà là nước đã đông lại, crystallize water, thành ra đây là chữ crystallization. Và tiếng Latin cổ của chữ lệ là lacrima, thành ra nếu mà chúng ta có thể dịch cái chữ lệ đá xanh này đúng nhất là lacrimalization, nếu chúng ta có thể chế một chữ mới trong tiếng Anh, tức là cái sự đặt thành tinh thể của những giọt lệ không chảy ra ngoài được, chảy ngược vào trong hồn tâm hồn và long lanh lên một cái màu rất là đẹp. Nỗi một cái tựa đó không thôi, ba chữ như thế chúng ta phải thấy là một nhà thơ rất lớn và dùng chữ rất là diệu dụng. Chữ đá của ông dùng cái nghĩa thâm thúy và đặc biệt riêng của nó, mặc dù ngoài đời người ta có dùng nhưng không ai để ý, chứ không phải chỉ đơn thuần là những hòn đá nằm ở ngoài đường, thưa quý vị. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào với cái nội dung của bài nhiều hơn. Bài này nội dung chính là có một câu rất nổi tiếng nữa. Hôm nay là Thế Ngữ vì làm lại chương trình lần thứ hai nên Thế Ngữ sẽ đi thẳng vào các vấn đề. Một cái câu rất nổi tiếng trong bài này mà chính là Phạm Đình Chương đã mượn lại của Cung Tiến trong bài Nửa Hồn Thương Đau. Chúng ta biết Phạm Đình Chương và Cung Tiến là hai người bạn rất thân với nhau. Và lúc mà Cung Tiến làm bài Lại Đã Xanh Phổ Thơ Thanh Tâm Tuyền thì Phạm Đình Chương đã đoán ngay từ trước rằng bài này sẽ không bao giờ nổi tiếng được vì nó quá khó. Lời Thanh Tâm Tuyền đã uyên áo, uẩn súc và rất là khó hiểu. Cái phổ nhạc của Cung Tiến là cũng cao siêu, không phải là giai điệu dễ hát dễ nhớ, thành ra nó sẽ mãi mãi khó đi vào lòng nhân gian. Và quả thật bài Lệ Đá Xanh không hề là một cái bài được hát phổ biến phổ thông, không phải vì nó kém giá trị mà vì giá trị của nó thật sự là ở mức độ cao vời và mức độ hết sức là khó khăn, vì các ca sĩ thường cũng né tránh nó và ít ai chịu hát, rất là uổng thay trong bài hát thuộc loại vĩ đại nhất trong nền âm nhạc của chúng ta. Cho nên hồi đó Phạm Đình Chương mới nói với Cung Tiến là anh cho tôi mượn một câu trong bài này của anh, câu thơ Thanh Tâm Tuyền mà anh phổ bài Lệ Đá Xanh, tôi sẽ cho nó vào một bài của tôi. Bài của tôi thì không có bằng bài của anh đâu, nhưng mà nó dễ nghe, dễ hiểu hơn nhiều. Và thế nào câu của anh vào đây cũng nổi tiếng vì câu ấy hay lắm. Nếu anh để nó in trong bài Lệ Đá Xanh thì nó sẽ mai một mãi mãi như những giọt lệ không chảy ra ngoài được vậy. Nó sẽ mãi mãi là những Lệ Đá Xanh riêng trong lòng anh, Thanh Tâm Tuyền và những người thức giả biết. Còn người ngoài đời không mấy ai được biết một câu hay đến như thế. Thì là tôi mượn nguyên văn cái câu của anh phổ Thanh Tâm Tuyền. Lời Thanh Tâm Tuyền đã không nói làm gì, mà cả nhà cũng mượn của anh từng nốt một. Và Cung Tiến gật đầu ưng thuận bởi vì hai người là bạn rất thân của nhau, và đây là một sự vay mượn hoàn toàn có hỏi han. Theo Thế Ngữ biết câu chuyện này, thành ra cuối cùng là nó đã vào trong bài Nửa Hồn Tương Đau. Câu kết của Nửa Hồn Tương Đau là chính lấy trong bài Lệ Đá Xanh này. Quý vị nghe Lệ Đá Xanh, quý vị nhớ đây là xuất xứ câu này, chứ không phải là Cung Tiến mượn của Phạm Đình Chương, mà chính Phạm Đình Chương đã mượn của Cung Tiến. Đó là câu đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một mình. Đó là hai câu tóm gọn cả bài này trong đó. Cái câu đôi khi anh muốn tin là câu không dễ hiểu một tí nào, là một câu của Thanh Tâm Tuyền, một câu phải nghĩ nhiều mới được. Đôi khi anh muốn tin ở đây Thế Ngữ xin nói thẳng vào vấn đề, nó có nghĩa là anh rất muốn tin nhưng anh không thể tin được em ạ. Chúng ta biết là giữa người đàn ông, người đàn bà trong tình yêu, có nhiều khi chàng thừa biết nàng muốn chàng nói gì, nhưng mà chàng không muốn nói điều đó, chàng chỉ nói tránh và nhẹ nhàng đi thôi. Anh, em muốn anh tin ở một số điều sau đây như sau, anh sẽ không bao giờ tin được những điều em ạ. Nhưng mà để làm khỏi lòng mất lòng em, anh sẽ nói khéo là, ừ thì có đôi khi anh cũng muốn tin lắm, nhưng mà hàm ý bên trong là anh không thể nào tin được. Anh muốn chiều em, anh muốn làm vừa lòng em. Cái điều mà em đưa ra đề nghị không phải là anh không hiểu, anh cũng rất sẵn lòng để mà thử, nhưng mà anh thử hoài mà không được em ạ. Cái nghĩa của chữ đôi khi anh muốn tin là anh không bao giờ có thể tin được. Nhưng mà nói một cách lịch sự, nói một cách hết sức là
là đấu rượu, nói một cách hết sức là lảng tánh, bởi vì cái cuộc tình này sẽ không thành công được ở trong bài lễ đã sành. Khi chúng ta đọc từng câu sẽ thấy là cái nghĩa đầu tiên của chữ đôi khi anh muốn tin là như vậy, nó xót xa lắm quý vị, và người đàn bà nghe nàng cũng thừa hiểu cái câu nói này nghĩa là nghĩa thật nó là gì. Nên là nàng mới lặng người đi. Và nguyên bài của Lễ Đá Xanh theo cái bản phổ cung tiến, ở đây Thế Ngữ chỉ phân tích theo bản phổ cung tiến, bài thơ nguyên nó dài nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ khi một nhà phổ nhạc người ta cắt bớt câu này câu kia để mà người ta ráp lại như thế, thì lúc nào cũng đã là trong đó nó đã thành là tác phẩm mới rồi, thành ra là chỉ xét những cái gì mà cung tiến giữ lại để thành là toàn bích bài cung tiến. Chúng ta khoan có trở lại ở bài nguyên văn của Thiên Tâm Tuyền cái đã. Thành ra do đó trong cái bài cung tiến thì rõ ràng đây là một cái cuộc tình giữa hai người, mà người đàn ông này sẽ ra đi vĩnh viễn, và chàng nói với nàng rằng em muốn, em là tất cả của anh. Em đề nghị thiết tha với anh rằng tại sao anh đi tìm cái gì viễn vông xa lạ để làm gì? Anh hãy lấy em làm khởi điểm của vũ trụ, và anh hãy lấy em làm tận thế của mai sau. Chỉ có thế thôi. Những cái lời ngoài đời chỉ còn trời sao đáng kể và lấp lánh đôi mắt em đến ngày cuối là vậy đó quý vị. Chúng ta biết là với cái sự mà du nhập của các tín ngưỡng phương Tây vào ngôn ngữ Việt Nam đó, thì một cái hệ thống hình tượng đi từ bộ sấm vĩ của dân tộc Do Thái đã đi vào trong cửa mệnh người Việt rất là quen thuộc, đó là cái khái niệm về khởi thủy, tạo thiên lập địa, và khái niệm về tận thế. Tận thế mai sau nghĩa là ngày mà vũ trụ này vỡ tan và tất cả sự chấm dứt đó, thì sẽ còn một đôi ngôi sao lấp lánh cuối cùng là cặp mắt của em, có nghĩa là hãy lấy em làm tận thế. Và cái câu đối lại câu đó là ngoài đời chỉ còn sao đáng kể, câu kia là ngọt ngào đôi môi em và vòng tay em quyện rồi nguồn sữa mật khởi đầu đó. Hai chữ sữa và mật đi chung với nhau cho chúng ta biết đây là một cái câu lấy từ trong sấm vĩ của dân tộc Do Thái, vì chữ sữa và chữ mật trong thơ cổ của chúng ta nó không đi chung với nhau bao giờ. Cái nơi mà đầy sữa và mật tức là cái vườn địa đàng, nơi mà ngày xưa người tạo thiên lập địa, người đàn ông người đàn bà đầu tiên sống chung với nhau ở đó. Thế là trong cõi đời này khi còn sống với nhau thì em hãy có anh, em muốn anh hãy lấy em làm cái người đàn bà khởi thủy của vũ trụ, và anh và em sống với nhau trong vườn địa đàng đó, và cánh tay em đây là hoa thơm, là mật ngọt, là sữa, là dòng sữa, là tất cả mọi thứ, nghĩa là hãy lấy em làm khởi điểm của cuộc đời, và hãy lấy em làm cứu cánh của cuộc đời. Ở đây chúng ta biết là đây là trong tình yêu, không phải là người đàn bà này được kiêu hãnh đâu, mà nàng thấy chàng không có hạnh phúc. Chúng ta biết những người đàn ông trên cuộc đời này thường có thể đại khái chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất là những người bình thường ngoài cuộc sống, thứ hai là những con người đã thấy được một cái điều gì đó đằng sau cuộc đời, họ nhìn thấy được những cái điều xa xôi hơn, thường gọi là triết học, hay thường gọi là ý tưởng, hay thường gọi là lý tưởng gì nữa đó. Và cái người đàn bà lúc nào cũng đau khổ vì điều đó. Đàn ông thường đi với hai loại chính như thế. Loại bình thường thì họ nhìn người đàn bà chỉ là cái món đồ chơi cho họ thỏa mãn cái sinh lý của tạo hóa đọc vào trong người. Dù họ có thể thuộc rất nhiều nhạc, họ thuộc rất nhiều thơ đi tán gái, nhưng rốt cuộc ra họ không có gì hơn là những sinh vật đi tìm cái giải quyết bình thường của vũ trụ. Ở đây Thế Ngữ nói như thế không có ý gì hạ thấp họ cả, đây là điều bình thường. Trời sinh ra con người thì nó phải có giới tính, và con người phải thỏa mãn cái điều đó, thành ra là chuyện bình thường của loài người. Nhưng ít ai vượt ra khỏi cái tầm đó lắm. Người đàn bà của nhân loại thường khắc khoải muốn đi tìm những người đàn ông nào hơn cái đó một tí xíu, lạ hơn một tí xíu. Nhưng mà thường thường những người đàn ông nào mà đã nhìn thấy được cái triết lý và cái lý tưởng rồi thì họ lại cũng khoai thường tình yêu. Họ đi từ cái vấn đề là coi thường người đàn bà của những người đàn ông bình thường và vật dục, đi tới cái sự khinh thường người đàn bà của những người đàn ông đã nhìn thấy lý tưởng bên kia, bởi vì không người đàn bà nào tuyệt vời bằng lý tưởng. Một khi người đàn ông đã bị cái con bọ ác độc là con bọ lý tưởng nó cắn vào người rồi thì tình yêu đối với chàng là nhàm chán và vô nghĩa. Người đàn bà nào cũng chỉ là một cái lòng không cho chàng chấp cánh đi tìm chân trời xa lạ của lý tưởng và ý thức tâm tưởng của chàng một tí về triết học cao siêu. Thế nên người đàn bà đau khổ lắm. Thường thường nàng hoặc là phải chấp nhận lấy một người chồng bình thường, hoặc là nàng phải đi tìm cách nào để đưa chàng triết nhân kia trở về với cuộc sống bình thường. Và khi nàng khắc khoải đứng cầm tay chàng và nói rằng anh có thể nào coi em là khởi điểm của vũ trụ và coi em là tận thế của kiếp sống này được hay không? Em muốn là nay mai như trong một câu thơ đường luật cổ, nghĩa là trăng sau đáy mắt trời, sau cuối sữa mật nguồn môi đất khởi đầu. Sau cuối là em, là ngôi sao cuối cùng trước khi vũ trụ vỡ tan. Và khởi đầu cuộc đời là em, khi mật ngọt và sữa lần đầu tiên nó quyện vào nhau và chảy trong khu vườn địa đàng. Chúng ta chỉ biết có nhau, chỉ sống có nhau và ngày tận thế chỉ có nhau. Anh còn đi tìm gì nữa? Còn có lý tưởng gì hơn tình yêu? Còn có huyền nhiệm gì hơn tình yêu? Và đau khổ nhất là thường thường người đàn ông quay lại và nói rằng có một huyền nhiệm lớn hơn huyền nhiệm của tình yêu em ạ. Đó là huyền nhiệm của cái chết, huyền nhiệm của sự sống, huyền nhiệm của triết lý đằng sau vũ trụ. Và những huyền nhiệm đó, huyền nhiệm tình yêu của em tầm thường lắm, không thể nào thay thế được những huyền nhiệm đó trong anh. Và người đàn bà ấy sẽ chết rũ đi khi nghe câu nói đó, nàng đau khổ vô cùng. Tại sao người đàn ông lạ như vậy? Người đàn bà họ, phải nói người đàn bà họ rất bình thường. Người đàn ông thường thường hoặc
là một con dã thú hoặc là một thiên thần, chàng ít bao giờ có ở khoảng giữa lắm. Những con dã thú ấy, nó có thể bắt chước các thiên thần và nó hót giọng thiên thần một mức độ nào đó để nó tán được cô gái, để dẫn về đến nhà, rồi thì thiên thần biến mất và con dã thú còn lại nguyên hình. Nhưng mà những người đàn ông làm thiên thần rồi thì ít bao giờ họ còn chịu trở lại kiếp người này lắm. Người đàn ông lúc nào cũng phải tìm những cực đoan, người đàn ông hay tìm theo những cái chân trời quái ác xa xăm nào đó, người đàn ông hay đẩy mọi thứ tới thái cực của dã thú và thái cực của thiên thần. Người đàn ông ít bao giờ làm được cái điều bình thường là ở giữa ngay khoảng cuộc đời này, và chất dã thú vẫn giữ đấy, chất thiên thần vẫn giữ đấy, nhưng hai bên hòa quyện với nhau và chấp nhận cái cõi trần này với tất cả những trần ai, ái ố hỉ nộ, lạc dục của nó là bình thường, là niết bàn là đây, giải thoát là đây, địa đàng là đây, mà thiên đàng cũng là đây, chẳng đi đâu nữa hết, và cha hãy có nhau. Nếu được như thế thì nhân loại đã hạnh phúc hơn và người đàn bà cũng hạnh phúc hơn, nhưng thường không bao giờ làm được điều đó. Thế nên trong bài này toát ra như thế là người đàn ông trong bài này của Cung Tiến và Thanh Tâm Tuyền là một người đàn ông nhắc lại và chàng nhớ lại. Chàng bây giờ đến cuối cuộc đời, chàng nghĩ lại và chàng thương cảm cho người con gái năm xưa chàng đã gặp. Người con gái này ý hẳn là theo một tín ngưỡng phương Tây, từ bộ sấm vĩ của dân tộc Do Thái mà ra, thành ra chàng cũng dùng ngôn ngữ đó để chàng nói chuyện với nàng. Và có khi nàng là một nữ tu cũng nên, có khi sau khi chàng nói câu như thế thì nàng đã đi tu và nàng mãi mãi không lấy chồng nữa. Có lẽ mình đoán được cái nội dung của đằng sau, nhưng vấn đề chính là chỗ đó. Thành ra cái người đàn ông này bắt đầu bài bộ giọng nói trầm buồn: "Tôi biết anh ạ, tôi biết trên đời có những người khóc lẻ loi, sầu không nguôi, hờn không nguôi, đời họ quên yên bình cho người." Câu này mình thấy rõ ràng là một nữ tu, đúng không quý vị? Cuộc đời dâng hiến cho yên bình của người khác mà không cần biết yên bình của mình nữa, tức là nàng đã đi tu thì phải. Thế ngữ nghĩ rằng cái thuyết này của Thế ngữ đúng đấy. Thành ra không là là đó, cái chữ là đó rất là hay. Sầu không nguôi là đó là cái chỗ nào? Là vì lệ khóc không rơi ngoài hồn, mà hồn là hồn cô đơn, và những đêm mắt dâng lệ đá xanh, dâng lên mà không chảy ra ngoài được, nó mới rớt lọt vào trong tâm hồn, nó hóa lệ đá xanh. Và sau đó rồi thì chàng, người đàn ông kể cái câu chuyện này, mới nhắc lại cái lời cuối cùng của chàng nói với nàng trước khi chàng khép cửa ra đi vĩnh viễn, là toàn bộ những cái lời: "Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ngoài đời chỉ còn trời sao đáng kể", vân 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 vân. Quý vị vừa nghe Thế ngữ phân tích đó, sau đó cuối cùng cái người đàn ông mới quay lại nói chuyện tiếp với chúng ta và nói rằng: "Ôi những người khóc lẻ loi một mình, đau đớn lệ là những viên đá xanh tim rũ rượi." Bài rất hay thưa quý vị, theo Thế ngữ hiểu. Bài tuyệt vời. Bài thơ này tuyệt vời và bài phổ nhạc cũng rất là tuyệt vời. Uổng thay, bài này là bài của nam giới, quý vị, lời như thế phải có một người đàn ông hát. Người đàn ông này tâm tình với một người bạn trong một cái ngày cuối cuộc đời, nhắc về một người con gái mà mình đã gặp. Lời tàn nhẫn cuối cùng mình đã dành cho người con gái đó, bây giờ mới hiểu ra rằng hình như mình đã lầm. Giá ngày xưa mình lấy nàng, mình đã tạo được một hạnh phúc cho một ai đó, còn hơn là cả cuộc đời của mình đã lạnh không như thế này và để cho nàng phải đau khổ ra đi, tìm yên bình cho những người khác. Mà yên bình của nàng thì vĩnh viễn mình đã đem đi, mình đã vùi dập và không bao giờ làm được điều gì khác hơn. Bây giờ đến cuối đời tim rũ rượi, chàng nghĩ và chàng hiểu nhiều hơn, và có lẽ chàng nghĩ rằng cái triết học của chàng đã sai và cái điều bình thường nhất của nàng đã đúng, nhưng mà còn làm gì được cho nhau. Thế ngữ hiểu là như thế, kính thưa quý vị. Trước khi chúng ta nghe lại bài này để kết chương trình ngày hôm nay, Thế ngữ xin nhắc lại một câu. Ngày xưa Thế ngữ ở trong xóm, xóm Thế ngữ thuộc loại xóm nghe nhạc, nhà nào cũng có máy magnetophone và nghe nhạc rất khá, con nít trong xóm cũng có nhạc cảm rất nhiều, và bài này tuy là ít người biết ở ngoài đời nhưng mà con nít xóm Thế ngữ thì biết, và nó còn chế một cái câu hát, quý vị nên nhớ là cái câu hát mà nó bông đùa mà nó chế lời hài hước vào trong cái bài nổi tiếng đó. Thường là tác giả nghe thì giận, nhưng mà thưa quý vị, điều đó không nên giận, đó chứng tỏ nó đã đi vào cái lòng của con người mức độ nào đó. Mình nhớ những câu cuối cùng của bài này: "Đau đớn lệ, đau đớn lệ, ôi những người khóc lẻ loi một mình", thưa quý vị, đau đớn lệ là những viên đá xanh tim rũ rượi. Mình nhớ ngày xưa có đứa bé trong xóm nó hát là: "Ôi những người tối nhậu say nằm dài, mai thức dậy nghe đói bụng làm mấy ly đá chanh, chim mắt rượi". Thưa quý vị, rất là buồn cười, bởi vì chúng ta biết là cái chữ mà là những viên đá xanh chim rũ rượi mà biến thành ra là làm mấy ly đá chanh và sau đó là chim mắt rượi, thì quả thật là không chuẩn. Phải nói là để là một bài chương trình hôm nay e rằng phát hành quá chậm, và Thế ngữ xin đưa một cái nụ cười hóm hỉnh cuối câu vào. Nụ cười này nụ cười cũng đứa trẻ con ở trong cái xóm nào đó bên Việt Nam nơi Thế ngữ sống ngày xưa ở bề bê Xuân Việt Ánh. Nó hát câu này: "Thanh Tâm Tuyền ra đi ngày hôm nay về cõi tận thế". Có lẽ có người cho rằng Thế ngữ đã mạo phạm những nhà thơ lớn khi đưa một cái câu hài hước như thế, chăng Thế ngữ lại không tin như vậy. Thế ngữ tin rằng khi một đứa bé con nó nghe những lời đó mà nó biến ra những cái lời riêng của nó, cái nụ cười hóm hỉnh trên môi đó chứng tỏ lời thơ Thanh Tâm Tuyền đã đi vào trong tâm khảm của nó, nó đã cảm thụ âm thanh của bài hát đó, cái chữ mà đá xanh và tim rũ rượi đã đi vào trong nó và nó bật toát lên một cái tiếng cười của dân gian để đáp lại với điều đó. Đó là đánh giá sự thành công của một nhà thơ lớn, đó không phải là
là một sự mạo phạm, mà là chứng tỏ nhà thơ đã đi vào lòng dân tộc một cách hết sức là sâu sắc. Mấy ai có thể nghe cái lời đó mà hiểu được ngay nó nói gì, nhưng rõ ràng sức mạnh của nó đánh lòng người và người ta không thể quên được những chữ đó. Ôi những người khóc lẻ loi một mình, đau đớn lệ là những viên đá xanh tim rũ rượi. Câu ấy đã đi vào tâm hồn của cả một đứa trẻ thơ không hiểu lắm nó muốn nói gì, nhưng nỗi đau vì những câu đó rõ ràng đi vào trong lòng người rất đậm và rất sâu, và cái tiếng cười phản kháng kia cũng là một cái chất để mà làm vơi được cái nỗi buồn của nó. Buồn quá người ta phải tìm cách chọc cười để quên nỗi buồn đi, người ta phải tìm cách pha trò để quên cái sự nghiêm nghị cuộc sống đi, người ta phải tắp một cái gì đó để lãng quên cái niềm đau của nó. Rõ ràng nỗi đau câu hát này đồng tồn tại lại rất lâu trong lòng người, dù có lẽ không ai để ý ngồi xuống mà phân tích nhiều để mà đi đến một cái thuyết nào đó như Thế Ngữ đã từng đưa ra. Và dĩ nhiên thuyết của Thế Ngữ thì cũng chỉ là một thuyết. Cho nên Thế Ngữ nói thẳng rằng bản hát của Quỳnh Giao hát bài này không phải là bản hát tuyệt vời nhất trên đời này từ xưa nay của bài này đâu. Thế Ngữ rất mong trong tương lai sẽ có một giọng nam thật là hay của hải ngoại hay là thậm chí của trong nước đi nữa nhìn đến bài này và hát nó đúng như là giọng hát của một người đàn ông đứng đắn, trầm mặc khoảng chừng 50 tuổi, một giọng bass trầm rất là hay, rất là sâu sắc, và hát với chúng ta không phải về lãng mạn mà về cái sai lầm của triết học khi triết học đánh đổ tình yêu, một chủ đề hết sức lớn lao và vĩ đại, không thể chỉ giao cho một tiếng hát ẻo a ẻo ượt của một giọng soprano được. Nó phải của một người đàn ông đứng tuổi, hết sức là chín chắn, hết sức là sâu sắc để hát được toàn bộ cái hay của bài Lệ Đá Xanh này. Thôi thì chúng ta chỉ có Quỳnh Giao. Mời quý vị nghe Quỳnh Giao nhé. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Và chương trình hôm nay là hết. Tuần sau Thế Ngữ sẽ đi vào để mà đáp ứng cái yêu cầu của người thính giả đất Bắc Âu. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến. Tôi biết những người khóc lẻ loi, hồn không vui, sầu không vui, đời quên yên bình cho người. Đời không yên vui là đủ, lệ khóc không rơi ngoài hồn, lệ khóc không rơi ngoài hồn, hồn cô đơn. Nghẹn ngào không nói là những đêm nào người trăng sao mênh mông, là những đêm mắt lệ, là những đêm mắt ngấn lệ đá xanh, lệ đá xanh. Ôi những đêm buồn một mình, ôi những đêm lẻ loi sầu nằm trên vênh tâm hồn. Đôi khi anh muốn tin, đôi khi anh muốn tin, ngoài đời chỉ còn trời sao đáng kể mà bên. Vì sao lấp lánh đôi mắt em, và đôi mắt em ngào đôi môi em, ngọt ngào đôi.